Ôi giời, chăm nghe không bằng mắt thấy cái gì ơi. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời, quá đẹp. Ôi giời. Chèo thuyền à, bắn nhá. Ôi giời kìa. Ôi giời, trời ơi, nó môi gì đâu mặt. Nam mô A Di Đà Phật. Có một giò đó ở sau cái lư hương sao lớn lắm nha. Trời ơi, tôi quay qua đây. Trời ơi, Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi, Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi. Cái này có dùng khí công cái gì trời. Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi, Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi, Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi. Ôi ơi, Nam mô A Di Đà Phật. Mua hạt luôn rồi. Đại chút đẹp. Đi cái bước nha quý vị. Đi cái bước của Igan. Mình đi một bước mà bằng mình đi cả khoảng chục bước kìa cái nhà. Chạy thêm muốn chết luôn. Ôi rồi kìa. Mua hạt của bên đây, mua hạt của mình. Tôi nhìn ra ở bên đây mua hạt luôn rồi đó nha. Ồ, rất là đẹp. Cái ngón giò đó đó thấy chưa, từ hạ xuống từ xuống hay chưa. Đẹp nha. Cấp quá. Vui quá. Vui khác thường tình nha. Cái này là vui nghe quý vị. Có cái giò cái trầu, có giò nhón lên cái giò nhổ luôn kìa. Nam mô A Di Đà Phật. Nhổ luôn kìa. Ôi ơi. Cái này là vui nghe. Ôi rồi. Chút nữa là gia chi phụng vàng vô cánh luôn nha. Ok. Quá thế này ơi. Bữa nay Hồng Thị Nguyện bữa nay mới biết cách cúng cô bé quen khác như những người khác nha cả nhà. Ôi bấm bánh này là ánh của tiên nữ đó nghe mẹ quý vị. Biết ánh tiên nữ luôn. Em mời anh YouTuber là mới nói ánh tiên nữ ra cái trình lễ quý vị chấp họ đi cho anh em được quay lên luôn. Thôi bữa nay cũng lên nhờ lên trên điện của quyền nè, mời chính số về luôn đi. Con kính mời chính số. Cùng mình đó. Rồi đứng chính chống vô quay luôn nha. Nam mô A Di Đà Phật. Ôi đẹp kìa.
luôn, đứng dưỡng. Ồ, 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 có một đoạn cái cảnh hát, tối rồi, ôi, ồ, quá. Còn Nam Mô Di Đà Phật. Ấy, chứ con giỡn tôi liên. Giỡn, giỡn liên. Mấy anh vô tối này, đề nghị mình giữ cho anh Kiều Thanh tịnh. Đúng rồi đó. Để làm lễ. Để làm lễ mà, không cần bị cắt rồi, cái trong mắt luôn điểm không? Không, này bây giờ quen nói là, quen nói này là vui, vui. Nó rồi Nam Mô Di Đà Phật nhẹ thôi biết quen rồi. Nhưng Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Rồi rồi, Nam Mô Di Đà Phật. Thôi nhẹ nhẹ thôi. Rồi. Nhẹ nhẹ thôi. Thôi. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Trời Nam Mô Di Đà Phật đừng vô tay trời. Vô. Rồi Nam Mô Di Đà Phật, cứu hết ngay vậy nè. Rồi Nam Mô Di Đà Phật, cứu hết vậy nha. Rồi Nam Mô Di Đà Phật, chưa đâu. Rồi này cứu hết này. Rồi 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 dò kìa. Rồi rồi. Rồi rồi. Rồi rồi. Này là cứu hết vậy nha cái nhà. Rồi rồi. Nam Mô Di Đà Phật. Rồi rồi. Rồi rồi. Rồi rồi. Nam Mô Di Đà Phật. Rồi rồi. Rồi cứu hết đây. Rồi rồi cứu hết. Trời ơi, quá lâu mới gặp cô Quách nè. Lâu lắm mới nhập cô Quách lại. Đổ bà mâm cơm chân giờ. Rồi. Rồi, nay cô Quách thì về thiệt rồi các nhà. Rồi, rồi. Cô Quách đi vậy nè. Chào cô Quách. Cô Quách, cô Quách. Đi theo cô Quách này muốn cho mặt cô. Trời ơi. Trời ơi, trời cười lên, nhướng lên, nhướng lên. Đi không mua về dành lại mấy ông dành hết chỗ quay nè. Đổ kìa, mông cơm hay sao kìa. Mông cơm với giò nữa kìa. Trời ơi, Nam Mô Di Đà Phật, bữa nay chúng, bữa nay là về đúng là về vua quá luôn đó nha. Đi nhị heo và giòn á. Mấy người ta nghe đó, ổn rồi. Có nghe bố khi Thích Ca Bạch Đức nghe ngay. Ừ, ổn rồi. Chắc mình dậy. Rồi, có ai chụp hình lý liền kêu nghe cô bác ơi, 2 phút là có hình nha. Này là cô quen là 32 tấn tốt 80 da đẹp nữa cả nhà, thì với quen là da này là đi như cô ớt tiền nữa nha. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ múa luôn rồi đó. Ôi tuyệt vời nha. Cái này cũng có ớt rồi.
quen nói một hai tiếng tiếng của thôi mấy bạn. Mấy bạn. Có thể mình nói dạy cho cách chúng sanh tu như thế nào là con nghe các bạn chưa bắt. Chúng sanh phải giữ tâm thanh tịnh. Giữ tâm thanh tịnh. Giữ như thế nào? Các chi gì không tham sân si, giữ tâm thanh tịnh gọi là niết bàn giữ giới. An là thanh tịnh tịch tịnh, đó là trí tuệ huệ nhãn. Đây gọi là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của ngài Bổn Sư Thích Ca Bạch Đức Như Lai. Đi đứng nằm ngồi chánh niệm chánh giác, chánh niệm chánh nhìn chánh tư duy là dẫn đến niết bàn giải thoát cực lạc. Nam mô đảnh lễ Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô đảnh lễ các bậc A La Hán, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan, ngài Tỳ Kheo, môn đệ Bạch Đức Thế Tôn. Một bước chân của ngài Bổn Sư Bạch Đức Như Lai là tâm không loạn động, nằm trong giới định tệ, giữ giới lực thanh tịnh nghiêm trang, thọ nhận tánh không, đầu đội chân chân đạp đất. Vì chúng sanh vạn vật phỉ báng ngạo mạn, nhưng Phật có lòng từ bi đạo hạnh, cố thoát lâm mê dòng sanh tử. Bởi vì giữ nhẫn hành nhẫn tâm chứng đạo hạnh trí tuệ, vừa thoát lâm mê ngục, lâm mê địa ngục tái sanh, tiếp nẻo sanh lão bệnh tử. Mình làm như thế nào mà cho chúng sanh giác ngộ được ha chú? Chúng sanh hãy tự độ cho ta, thì thấy được bản tánh của ta. Bản tánh nó nằm ở ngoài, nó nằm ở trong tâm mình nè, đúng không? Bản tánh đó chính là trong tâm ta. Tâm ta là thọ mạng bốn lai, bốn lai vốn dĩ là tánh không. Tánh không là không chấp bởi tham, không chấp bởi sân, không chấp bởi dục, không chấp bởi u minh, luôn chủ định thân tâm nghiêm trang thanh tịnh, đó là tánh của ta. Lão bà lên kìa. Ê, ở dưới lão bà lên kìa. Thế nào chú Bách có thấy là thế nào là người xưa trở lại là như thế nào chú? Đó lão bà nha. Lão bà 142. Người xưa trở lại có những biểu hiện gì? 142 đúng rồi chú. Lão bà bà đó. Người xưa trở lại là nằm bên cái hạnh nào chú Bách? Đó là hạnh nguyện tu tâm dưỡng tính, tu nhân tích đức để cải thiện nhân quả ba đời ba kiếp. Phải ra quả nhân quả thì ta mới cải tạo thân tâm thanh tịnh, giới gì niết bàn tịch tịnh, giữ giới thanh tịnh, giáng sanh thiên đình. Đi cho mình đi dài xuống dưới giờ của đi giờ đi đằng ngoài trong cô kìa bà cô kìa bà lão bà 142 tuổi lão bà Cho ta xin dừng đi. Xin dừng đây. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy là dừng đi nha. Đây, cái gì?
À, mấy cô bác ngồi xuống đi, cô bác nghỉ mệt chút xíu đi. Ồ. Rồi nói cô bác ngồi xuống. Rồi rồi. Ồ rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Đi nha. Đi cũng nhẹ mà ngồi xuống cũng nhẹ lắm. Ngồi tiền như thế nào thì quý vị mà nếu mà muốn ngồi tiền thì cách như bé quên ra ngồi tâm phải định, tâm không định là nó động đó ha cô quên. Thì tới cô vô đi cô bố. Bắt đầu mình một clip mình làm tiếp một khác. Rồi bắt đầu tiếp theo tới Quỳnh Hoàng. Cốt lên đây thì cô hút hát pháp đi cho trên này bữa nay cho trên điện của quyền trên này sống động bữa ơi cô hai. Dạ nó mô với đạo Phật. Nghe nào. Cho con trẻ dài dừng
Chăm nghe không bằng mắt thấy cái gì ơi. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời quá đẹp. Ôi rồi. Ôi rồi. Chèo thuyền à, chèo thuyền à, chèo thuyền à, chèo thuyền bắn nhã. Ôi rồi kìa. Ôi rồi, trời ơi, nó môi gì nó mặt. Ôi rồi, nó môi gì nó mặt. Có một giò nữa ở sau cái liên hương sao lớn lắm nha. Ôi trời ơi, tôi quay qua đây. Trời ơi, nó môi với đập mặt. Trời ơi, nó môi với đập mặt. Trời ơi, nó môi với đập mặt. Trời ơi, cái này có dùng khí công gì trời. Nó môi với đập mặt. Nó môi với đập mặt. Trời ơi, 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 nó môi với đập mặt. Trời ơi.